Xin chào các bạn với kênh của mình, thì mình là Minh đây. Thì cái giọng nói của mình thì bữa nay nó hơi kỳ, các bạn thông cảm ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết về một cái thể loại mà phách khác. Thì các bạn thấy là có rất là nhiều loại phách, như là phách cái YouTuber nổi tiếng, dụ như Mobile Việt và một số người khác. Thì ở phía dưới cái phần mô tả thường hay bình luận, và nó thường bôi đen lên, cái đó là phách, phách câu sub đó các bạn. Thì cũng bể lừa đảo nữa. Đây chính là cái channel của Rich Devil Gamer. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái thanh niên đã phách Rich Devil Gamer thật mà giả, giả mà thật, như cái tiêu đề mình nói luôn. Thì đây chính là cái channel thật của Rich Devil Gamer ha, các bạn hãy coi thử. Đây, đây đúng là channel thật luôn, chắc chắn luôn, cái này là đúng rồi. Thì để ý nha, đây có 3 triệu người đăng ký tham gia năm 2014. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi một loại rít giả nữa, thường xuất hiện trong các video của các YouTuber. Và mình thì ra một thanh niên ở đây. Này, này, kéo xuống, đang kéo xuống, đang kéo xuống. Đây, đây chính là rít phách. Một số người, đây mình sẽ đọc bình luận. Một số người nhận diện ra đó là rít giả mạo. Đương nhiên các bạn nhìn thấy các bạn biết rít giả mạo rồi. Nhưng mà từ từ, rít giả mạo có người không nhận, không biết được, vẫn chào bình thường. Đó, có người nói là thằng này đã đi giả mạo ở các nhà comment ở các channel khác nữa, tùm lum hết. Có người thiệt, có người fake. Thì bấm vô thử thì mới biết. Đây, bấm vô thử, bấm vô, đó, đây, đó. Cái này mới là cái điều thần thánh nè. Một cái thanh niên thần thánh nào mà nó đã làm được như thế này nè. Tức nghĩa là nó được. Nếu mà các bạn nhìn vậy các bạn chắc chắn là bạn nói Rich Devil Gamer thật rồi, làm những cái chuyện giả mạo. Nhưng mà này không có số đăng ký, là hồi nãy nhớ 3 triệu không đó. Ở phía này giới thiệu nè, đúng là giới thiệu y chang. Nhân ngày tham gia là năm 2017, cái thứ nhất, và không có bất kỳ kênh nào khác. Danh sách phát thì y chang anh đàn thanh niên là tạo được. Và cái thanh niên này á, không phải đăng video mà một cách thần thánh nào đó mà thanh niên này có thể cóp được cái video của copy á, sao được cái video của bên Rich Devil Gamer bên này. Nhưng khi bạn dụ bạn bấm vào một video Rich Devil Gamer đi, thì nó sẽ nó ra kênh của Rich Devil Gamer, đúng không? Ra kênh của Rich Devil Gamer nữa chưa. Video Rich Devil Gamer có 3,2 triệu đăng ký. Biết cái giải. Nên nhá, vì vậy mình muốn cảnh báo các bạn là đây là một cái thể loại lừa đảo mới ha. Mình chưa có phát hiện ra được là đây là một cái thể loại lừa đảo mới mà chưa có gọi là chưa có ai biết nó làm sao mà nó làm hay như thế này mà nó đăng lại được hết. Mà số lượt xem thì y chang đó. Có thể là nó copy hay làm như thế nào đó mình không biết, nhưng mà các bạn hãy cẩn thận cái loại lừa đảo này. Mình làm video này để thông báo cho các bạn về cái loại lừa đảo nguy hiểm này. Thì video mình đến đây kết thúc, và chúc các bạn không bị thanh niên này lừa đảo ha. Thanh niên này là đi lừa đảo khắp nơi nè, thấy không? Nè, như mình vừa thấy bạn thanh niên đi lừa đảo khắp nơi, mình vừa phát hiện lên của thanh niên này. Đây, thanh niên đi lừa đảo khắp nơi. Này, đó. Thanh niên đi lừa đảo khắp nơi, thấy không? Mình làm một clip, mình chỉ muốn cảnh báo thôi. Nhiều người nhận ra fake, nhưng một số bạn không nhận ra nó là fake luôn. Nó là, mà còn nói là thật nữa. Bởi vậy, nhưng mà nhiều người nó fake mà mở vô, tụi nó thật. Phách đó, bây giờ thủ đoạn rất là tinh vi, không thể nào mà kể hết được. Đây, thêm một thanh niên phách nữa nè, báo cáo một cái phách này thì đây, thanh niên này nữa nè. Thanh niên này là sau khi mà người ta phát hiện ra thanh niên này là phách á, thanh niên này phách đúng không? Thanh niên này còn cự nữa, cự lại là báo cáo hộ cái, là ý là thanh niên này không sợ luôn, chắc chắn thanh niên có thế lực đằng sau nên không sợ YouTube report luôn. Đúng là thanh niên này ghê thiệt, người ta mà bị YouTube report cái là người ta rất là sợ, tại vì cái đó là cái miếng cơm của người ta, cái cần câu cơm của người ta mà. Thanh niên này không sợ chứng tỏ có thế lực ở đằng sau bảo kê đó. Thanh niên này cũng nhận ra nè, một thanh niên khác cũng nhận ra nè. Đây, điện thoại. Đó,
Ghê chưa? Người ta biết, người ta biết chắc là phát rồi, nhưng mà mình vẫn phải nói, thì mình cảnh báo với mẹ mày thôi. Thì video mình đến đây là kết thúc. Nếu mày thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký nha. Còn nếu không thì cũng không sao, mình chỉ muốn cảnh báo các bạn thôi. Bye bye, see you again.